Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Tôi là tôi. Bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Hoàng Dương. Có bao giờ bạn cảm thấy không hài lòng về mình, không vui với những gì mình là, và không hạnh phúc với ngoại hình hiện tại mình có? Không nhiều thì ít, bạn và tôi hay thất vọng về chính bản thân mình và hay mơ mộng hão huyền. Giá mình là ông này bà nọ thì hay biết mấy. Giá mình cao hơn một tí, da trắng hơn xíu thì hoàn hảo biết mấy. Giá mình được như siêu sao thần tượng nào đó. Nói chung là sống trong khát vọng của nhiều loại giá. Lời Chúa Chủ Nhật này giới thiệu một Gioan tài giả luôn mãn nguyện về mình, luôn hạnh phúc với sứ vụ của mình và luôn tự hào về thân phận không xứng đáng cởi dây giày cho người. Dù được bán tín bán nghi là đứng thiên sai, nhưng Gioan luôn khẳng định về mình là tôi không phải là Đức Kitô, tôi không phải là Elia, cũng chẳng phải là một đấng tiên tri. Bài tin mừng đơn giản, tôi là Gioan, là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như lời Thánh Phaolô mời gọi. Anh em hãy vui lên, chúng ta hãy vui mừng vì tôi là tôi. Nên hãy vui mừng và cảm tạ Chúa trong mọi việc, vì Ngài đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đặc biệt, gần đến đại lễ mừng mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, tất cả chúng ta phải vui lên vì Thiên Chúa đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Phải vui lên vì tôi là tôi. Tôi là độc nhất vô nhị.
đưa ta về nguồn, tiếng kêu dân ai lầm đường, bước lê trong mong tìm hương. Hãy thống hối ăn năn chừa lỗi, hãy sống cuộc đời đổi mới. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối, thánh ân tuôn tràn khắp nơi. Có một người được Cha sai đến làm nhân chứng cho nguồn ánh sáng, để tung gieo muôn lời chân lý, hầu nơi nơi tuân phục thiên ý. Chính tên người là Thánh Gioan, đến chuẩn bị cho Chúa dân riêng, đến khơi nguồn ơn phúc thiêng liêng, ánh dương Ngài soi chiếu muôn niên. Có tiếng kêu trong sa mạc buồn, tiếng kêu đưa ta về nguồn, tiếng kêu dân ai lầm đường, bước lê trong mong tìm hương. Hãy thống hối ăn năn chừa lỗi, hãy sống cuộc đời đổi mới. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối, thánh ân tuôn tràn khắp nơi. Hãy dọn đường sửa cho ngay ngắn, mọi vực sâu lấp đầy chắc chắn, đồi nướng cao san lại bằng phẳng, nẻo quanh co ôn lại thăng thắn. Hãy quay về cài hóa canh tân, bơi nước trời đã đến ngay bên. Chúa xuất hiện vinh hiển cao sang, ơn cứu độ ban xuống muôn dân. Ta trong thánh thần chân lý, quyền uy linh của Ngài cao quý. Chốn hoang địa cằn cỗi reo ca, cõi cô tịch bỗng nở muôn hoa. Chúa cứu độ sẽ đến bên ta, chẳng ai còn rên xiết kêu la. Trong sa mạc buồn, tiếng kêu đưa ta về nguồn, tiếng kêu dân ai lầm đường, bước lê trong mong tìm hương. Hãy thống hối ăn năn chừa lỗi, hãy sống cuộc đời đổi mới. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối, thánh ân tuôn tràn khắp nơi. Bước chân theo Ngài con vui sướng, Ngài chọn con lên hàng khanh tướng, để cho đi không còn bận vương, đường con đi tràn hòa ánh sáng. Hãy dâng lời cất tiếng hoan ca, Chúa trên trời đã viếng thăm ta, dân ta vào an thái bao la, đến muôn đời Ngài vẫn thương ta. Có tiếng kêu trong sa mạc buồn, tiếng kêu đưa ta về nguồn, tiếng kêu dân ai lầm đường, bước lê trong mong tìm hương. Hãy thống hối ăn năn chừa lỗi, hãy sống cuộc đời đổi mới. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối,
tràn khắp nơi. Ánh sáng Chúa đưa dìu lối, thánh ân tuôn tràn khắp nơi.